Ok, xin chào cả nhà. Đây Ngọc ở số Hải Phòng xin giới thiệu một số cái dòng mã máy lọc ion kiềm hàng Nhật Bãi đã qua sử dụng giới thiệu đến cho anh em. Đây là những model phổ thông hay được bán tại thị trường Việt Nam anh em nhé. Tác dụng của nước ion kiềm thì các bạn có thể tìm hiểu thêm rất nhiều các cái tác dụng ở trên mạng các bạn nhé. Ok, mình sẽ vào giới thiệu nhanh, lướt qua một số dòng mã cho anh em để anh em tham khảo. Dòng đầu tiên là thương hiệu Panasonic, là dòng phổ thông có tấm 3 tấm liền cực và 5 tấm. Đây là dòng AS4344 3 tấm liền cực anh em nhé. Dòng này có bán mới tại trường tầm hơn 10 triệu. Tiếp theo là cái dòng 5 tấm của thương hiệu Panasonic, model là 8051. Dòng này thì là 5 tấm liền cực các bạn nhé, cho ra 7 loại nước. Đây là dòng phổ thông ngon bỏ rẻ. Đấy. Các dòng này giá rộng từ tầm từ 5 triệu đến 7 triệu máy không anh em nhé. Tiếp theo là thương hiệu Chim, thì sản phẩm hay bán là dòng chim leo, kiểu dáng là gọn đẹp các bạn nhé. Đấy, cũng là 5 tấm điện cực và cho ta dòng 7 loại nước. Dòng ngoài thì là dòng có màn LCD hiển thị, kiểu dáng rất đẹp, tôn nền sắc cạnh và dòng không có vòi các bạn nhé. Nó dùng vòi rời. Đấy, và giá dao động máy không trung bình tầm từ 7 đến 8 triệu, tùy theo hình thức và độ đẹp khác nhau anh em nhé. Dòng ngoài thì đa số là đều phải sơn lại hết để là cái tông màu đẹp, vì cái chất nhựa nó hay bị ngả màu theo thời gian. Đấy, model chim leo. Tiếp theo là dòng Chevy. Dòng Chevy là một dòng cao cấp và giá dao động trung bình tùy theo model tầm từ 11 đến tầm 15 triệu anh em nhé. Đấy, thì cùng các cái model cơ bản phổ thông hay bán tại thị trường Việt Nam mình, như là các đầu mã như là 205, 207 này, 505 này các bạn nhé, hoặc là 6.000 hoặc là 7.000. Đấy, tiền toàn những bản phiên bản kiểu dáng giống nhau. Cái dòng Chevy thì kiểu dáng thiết kế rất là vô năng sắc cạnh em nhé. Rồi mình sẽ đi lướt vài cái mã phổ thông quay qua hình thức cho anh em. Thì ngoài ra bên mình còn các cái lõi lọc thay thế cho các thương hiệu đầy đủ từ A đến Z các bạn nhé. Ok, đây là cái mã Chevy mã 5050. Em này đời trung bình tầm 2012-13 anh em nhé. Hãy cho ta các loại nước từ 2.5 đến 10.5. Hãy lướt qua hình thức cho anh em mình dùng. Đấy, kéo dáng các dòng Chevy dòng này thì kéo dáng hoặc là đều thiết kế rất vuông thành sắc cạnh các bạn nhé. Trông rất hầm hố và lặng, gần như to nhất trong các dòng máy lọc lục kiềm. Ví dụ đây một em màu vàng cát. Đấy, em này thì thường thường có màu vàng cát hoặc là màu lông chuột, nó có hai màu. Đấy. Tiếp theo là dòng Chevy 700 các bạn nhé. Đời nó sẽ sau hơn một chút đời 5050. Đấy, kiểu dáng thì nó cũng giống hệt nhau thôi. Tất cả các dòng này model Chevy này thì đều là tầm 5 tấm liền cực các bạn nhé. Hình thức tương đối ok, rất là đẹp. Màu vàng cát sang trọng nhé. Vòi thì tất cả dòng này vòi các bạn đều lắp chung với nhau. Trong quá trình vệ sinh bên mình sẽ tháo ra vệ sinh vòi. Đấy, nên là nhiều số anh em mình không thấy các vòi ở trên đấy thì mình đã tháo ra rồi. Sau khi hoàn thiện sẽ lắp ráp vào và test mọi chức năng cho anh em để anh em sử dụng các bạn nhé. Sau này thì sử dụng rất là bền lành rồi. Tiếp theo là một model đời đầu huyền thoại của thương hiệu Chevy mã 205. Thì 205 hoặc 207 thì kiểu dáng cũng giống nhau các bạn nhé. Đấy, nhìn rất là đẹp, sáng sủa. Những con bị ngả màu thì mình sẽ sơn xịt lại, còn những con nguyên zin thì mình sẽ vệ sinh và để nguyên cho anh em. Đấy, model FW205. Đấy, model huyền thoại đời đầu của dòng Chevy các bạn nhé. Xuất sắc luôn. Đây là một em của hãng tuyển chọn, hàng đấu giá và như là mới 90% cả nhà nhé. Tiếp theo là một em siêu VIP, siêu Hero đen các bạn nhé. Đời 2014, con này là Buffalo HX7000. Nó cũng tương đương với con FW6000 các bạn nhé. Đấy, bản đặc biệt, con này thì là siêu Hero đen đây. Hàng rất là khủng luôn các bạn nhé. Ở trên mặt nó có phím bấm để tăng cường điện phân, để ra cái nước, phân tử nước nhỏ hơn các bạn nhé. Gọi là siêu Hero đen đấy. Kiểu dáng rất là đẹp. Xoay gương được các bạn nhìn nhé. Sơn zin đẹp. Đây, mình sẽ lướt qua để các bạn hình dung được, còn các bạn cần sản phẩm nào thì các bạn inbox trực tiếp. Mình sẽ quay video giới thiệu cụ thể hơn và có cả phần test nước cho cả nhà. Dòng Chevy thì tùy mã giá động từ tầm 11 triệu đến tầm 15 triệu.
Ngoài ra các cái phụ kiện anh em có thể mua tùy chọn thêm như bộ tiền lọc 5 cấp đảm bảo nguồn nước đầu vào sạch và không làm đóng cặn cho bộ điện cực, rồi hệ thống đổi nguồn, tiếp theo là dây nước vào nước ra, khóa vòi nước inox, nước tét quỳ tím các bạn nhé, đầy đủ cho anh em tùy chọn anh các bạn tùy theo. Anh em có nhu cầu alo 0979 665 264.